Sawadee ka, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Chunarak. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách sử dụng tàu điện trên không BTS, một trong những phương tiện công cộng thịnh hành nhất tại Thái Lan. We about to make it happen. So hot, we burn it up. We just can't. Hôm nay là chủ nhật, mình sẽ dẫn mọi người đi chợ cuối tuần, chợ Tư Chạc. Bình thường thì khi mà đi chợ, mọi người sẽ có rất là nhiều phương tiện để đi, như là đi BTS nè, đi MRT là tàu dưới đất, đi bằng tút tút nè, là các phương tiện mà mọi người đến đây du lịch thường rất là hay đi, hoặc là có thể đi bằng taxi. Nhưng mà các phương tiện hôm nay mình muốn dẫn mọi người đi là mình sẽ đi bằng tàu BTS, là tàu điện ở trên không nha. Hệ thống tàu điện BTS tại Bangkok là một trong những hệ thống BTS dễ sử dụng nhất so với các nước lân cận như Singapore, Malaysia hoặc là Hàn Quốc, Nhật Bản, nên là những mẹ mới bắt đầu sử dụng thì cũng không cần phải lo lắng quá đâu nha. Hello, hiện tại thì mình đang có mặt tại trạm BTS Seoam và mình quay ở đây để các bạn dễ hình dung khu vực ở mỗi trạm tàu sẽ như thế nào nha. Mình sẽ có lối lên xuống ra vào, có quầy bán vé, có nhân viên hỗ trợ bên trong hoặc là máy bán vé tự động ở khu bên này. Đây là khu vực bán vé có nhân viên hỗ trợ. Khi mà mình đến mua vé thì các bạn cứ xếp hàng theo line. Khi đến lượt mình thì mình có thể báo với nhân viên về số lượng vé mình muốn mua và tên trạm mình muốn đến. Sau đó nhân viên sẽ báo cho bạn tổng số tiền và mình thanh toán lấy vé thôi nha. Dành cho các bạn thích trải nghiệm thì mình có cách mua vé thứ hai, đó là có thể mua vé tại máy bán vé tự động. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người cách mua vé như thế nào nha. Khi đến khu vực máy bán vé tự động thì mình cũng sẽ xếp hàng theo line. Đến lượt mình thì mình sẽ đến máy. Đầu tiên mình sẽ đổi ngôn ngữ qua tiếng Anh cho các bạn dễ theo dõi. Và khi mình đi du lịch thì mình cũng có thể dùng tiếng Anh nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ xác định được cái trạm của mình đang đứng là ở đâu. Thì mình hiện tại đang ở trạm xe ảnh. Và mình đi chợ Chợ Tư Trạc thì mình sẽ đến trạm mở chip N8. Mình chạm một trạm vào màn hình để phóng to ra cho dễ nhìn nha. Khi mà mình đã xác định được trạm mình cần đi là N8 rồi thì các bạn chỉ cần chạm vào chỗ N8. Nó chuyển sang màu đỏ có nghĩa là đã xác nhận được cái trạm mà các bạn muốn đến rồi. Thì ở bên tay phải sẽ hiển thị chi tiết gồm cái trạm bạn đang ở nè, trạm sắp tới nè, rồi cái số tiền 44 bạc. Và ở dưới thì mình có thể chỉnh số lượng vé bạn muốn mua. Nếu mà mình đi 2 người thì mình chỉnh thành 2. Và ở dưới sẽ có please pay, số tiền bạn cần trả. Và ở trên máy cũng sẽ hiển thị những cái loại tiền mà máy có thể nhận được. Tiền giấy nè, và gồm tiền xu và cái mệnh giá cũng có sẵn ở đây cho các bạn dễ theo dõi luôn nha. Khi các bạn trả bằng tiền giấy thì mọi người sẽ nhét ở cái khay bên phải này, ở bên dưới, đó, mình nhét tiền giấy vào, còn tiền xu sẽ nằm ở bên trên này nha. Và hiện tại thì bây giờ mình sẽ trả bằng tiền giấy. Các bạn chỉ cần đút vô chút xíu thôi là máy nó sẽ tự rút tiền vào trong. Nó sẽ trả vé xuống dưới này. Và có cả tiền thừa thì cũng trả cái đầu này luôn. Mọi người chỉ cần lấy hết vé với tiền ra. Nhớ kiểm tra kỹ, mình đừng bỏ quên cái gì ở đây nha. Và đây là hai chiếc vé mà mình nhận được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Và đây là một chiếc vé BTS bình thường. Cho dù các bạn có mua ở máy bán vé tự động hoặc là có mua ở quầy nhân viên hỗ trợ thì mẫu vé nó cũng sẽ như nhau mọi người nha. Có một lưu ý nhỏ dành cho các bạn ít sử dụng thì là những hình ảnh in ở trên cái tấm thẻ vé BTS này nó sẽ thay đổi theo thời gian. Cho nên là mỗi khi mà các bạn mua hình dạng vé hoặc là màu sắc vé khác nhau thì mọi người cũng đừng lo lắng. Cách để đi vào cổng cũng là một điểm hết sức lưu ý nha. Khi các bạn bước vào, các bạn sẽ thấy có những cột, rồi những cánh cửa màu đỏ. Thì mọi người sẽ chỉ đi vào những cái lối mà có chữ in, là những lối mà có cái mũi tên màu xanh lá cây. Còn những lối mà có dấu ích màu đỏ nghĩa là không được vào, vì lối đó là dành cho người đi ra. Đây nè, cái mũi tên màu xanh lá cây nó sẽ nằm ngay dưới cái mã của cái cột G01, mọi người thấy không? Và sau khi mình đi vô thì mình sẽ táp cái thẻ lên trên cái bề mặt của cái cột. Và đây mình sẽ đặt cái thẻ lên đây. Sau khi máy nhận tín hiệu mở cửa ra thì các bạn nhớ đi qua liền luôn nha. Vì nếu các bạn còn phân vân hoặc là đứng lại cửa đóng vô rồi thì mình sẽ phải liên hệ với nhân viên để nhờ hỗ trợ đó. Ở trạm xe ảnh này á, có tới 2 tầng lận nha. Cho nên là mọi người nhớ cẩn thận nếu như mà các bạn bắt đầu đi ở điểm tại trạm xe ảnh này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho mọi người ha.
Và như các bạn cũng đã thấy, sau khi lên khỏi thang cuốn thì có rất nhiều lối bên trái, bên phải hoặc là đi lên trên nữa cơ. Cho nên là bằng cách nào để các bạn có thể xác định đúng hướng lên tàu, không có bị đi lộn tàu, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè. Đầu tiên thì các bạn có thể ngó nghiêng một xíu để xác định xem là cái bản đồ hướng dẫn đường tàu chạy nó ở đâu. Thường thì ở cái lối lên xuống hoặc là những nơi giao nhau ở trạm tàu sẽ đều có đặt cái bảng này. Tương tự với cách kiểm tra vị trí khi mà mình mua vé BTS thì hiện tại mình cũng phải nên biết là mình đang ở đâu. Lúc nãy mình mua vé các bạn đã biết rồi đúng không? Mình đang ở trạm xe giảm và mình muốn đi chợ Chẹt Tu Chẹt thì sẽ về trạm mỏ chip ở số N8 là ở đây. Sau khi mà đã xác định được cái hướng rồi, nghĩa là mình đang ở xe hãm bên dưới nè, đi lên mỏ chip ở bên trên, thì các bạn cứ nhìn theo cái line vẽ bên trên nó xem cái trạm cuối cùng của cái đường vẽ đó là trạm nào. Thì cái trạm cuối cùng của cái line mà mình, cái hướng mà mình đi lên đó, đó là cái trạm tên là Khu Khot, nghĩa là mình phải đi từ xe hãm về hướng Khu Khot nha. Để cho các bạn dễ hình dung thì là chuyến tàu mình đi sẽ là từ xe hãm về Khu Khot, và trên đường về thì nó có ghé ngang qua trạm mỏ chip N8 để mình xuống. Và đây, như các bạn thấy nè, ở kế bên các bản đồ sẽ có luôn các bạn chỉ dẫn đi Khu Khot thì mình đi lên trên, thì mình cứ theo các bạn chỉ dẫn mà đi lên lầu thôi nha. Khi mà đã đi thang lên tới tầng trên rồi thì mọi người cũng sẽ nhìn lên trên trần nhà để xem bảng chỉ dẫn là cái bên mình cần đi là bên trái hay là bên phải để mình lên đúng tàu nha. Và như các bạn thấy là hướng đi về Khu Khot thì mình sẽ đứng đợi tàu ở line bên phải, nên là mọi người nhớ cẩn thận xác định đúng tàu để lên, nếu không mình đi lộn thì sẽ phải đi lại, sẽ rất là mất thời gian luôn đó. Và sau khi mình đã xác định được hướng lên tàu bên trái hay là bên phải rồi thì việc tiếp theo của mình sẽ là xếp hàng và đợi tàu đến. Thì mình sẽ xếp hàng như thế nào nè? Như mọi người thấy ở đây mình sẽ có các ký hiệu mũi tên vàng nằm trên nền màu đen và mũi tên đen nằm trên nền màu vàng. Thì chỉ cần nhìn cái hướng của mũi tên thôi mọi người cũng có thể đoán được bên nào là dành cho người chuẩn bị lên tàu và bên nào là dành cho người ở trên tàu xuống rồi đúng không? Có một lưu ý nhỏ là mọi người nhớ xếp hàng nha, và khi mà tàu tới á, thì mọi người nhớ đợi để những người ở trên tàu họ xuống trước, sau đó thì mình ở dưới mới đi lên. Bây giờ thì mọi người cùng theo mình lên tàu nha. Và còn thêm một lưu ý nhỏ nữa là khi lên tàu các bạn hãy tìm ngay chỗ ngồi. Và nếu như không có chỗ ngồi thì mình hãy tìm một điểm tựa an toàn để dựa vào trong suốt chuyến đi. Tại vì khi tàu bắt đầu chạy thì sẽ có một cái độ giật nhất định, nên nếu mình không có chỗ bám an toàn thì các bạn sẽ rất dễ bị té hoặc là mất thăng bằng nha. Sau khi đã lên tàu rồi thì mình chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc làm thế nào để biết khi nào mình cần xuống tàu đúng không nè. Thì mình cũng có hai cách sau, hoặc là các bạn có thể gộp cả hai cách lại thành một luôn. Số 1, mọi người có thể đếm cái số lượng chuyến tàu ở trên cái bảng thông tin mà lúc mà mọi người coi ở bên trạm xe hãm lúc nãy mình chỉ mọi người á. Là từ đó đến cái nơi mà mọi người cần đến là sẽ trải qua bao nhiêu trạm. Rồi mình lên tàu thì mình đếm coi nó dừng ở bao nhiêu trạm, thì có đúng cái số trạm mà mình cần xuống thì là mình xuống thôi. Tại vì trước khi mà tàu dừng thì đều có nói tên trạm nha. Rồi, cách số 2. Next station, Moshit. This train terminates at this station. Passengers for Khu Khot, please alight and wait for the next train. We apologize for any inconvenience. Tới rồi nè mọi người ơi, bây giờ mình đi xuống nha. Khi mà xuống khỏi tàu á thì mọi người cứ đi theo dòng người á, thấy người ta đi xuống lối nào á thì mọi người đi theo lối đó.
thường thì mọi người sẽ xuống ở lối này, và khi mà xuống tới nơi rồi á thì sẽ có bảng hướng dẫn ở đây, mọi người nhớ đọc qua nha. Mình sẽ thấy là có tới 4 lối exit, exit 1, 2 và exit 3, 4 ở bên đây. Kế bên cái bảng exit đó sẽ là cái bảng mà có những tên, những ngôi nổi tiếng ở vòng quanh cái lối ra đó, thì mọi người có thể đọc sơ qua. Ở bên đây như mọi người thấy này, dòng trên cùng á là đi chợ cuối tuần cho cái chạm with the market. Sau khi đã xác định được lối ra rồi thì mọi người nhớ chuẩn bị sẵn thẻ trên tay để ra khỏi cổng nha. Đây là cái thẻ ban đầu khi mà mình mua vé ở trạm đầu tiên, rồi sau đó mình chạm lên máy mình vào trong cổng thì mình vẫn phải giữ thẻ tới bây giờ thì mới ra được mọi người nha. Mọi người lưu ý là mình giữ thẻ thiệt kỹ nha, tại vì nếu mà lỡ mất thì mình sẽ phải liên hệ với nhân viên để giải quyết thì sẽ mất rất là nhiều thời gian luôn đó. Và đây là khu vực lối ra, nói chung là nó cũng y chang cái trạm xe ảm lúc nãy mà mình đi vô thôi. Nó chỉ khác nhau là bây giờ khi mà mình đi ra thì mình phải nhét thẻ vào cái khe bên tay phải để máy nhận lại thẻ. Còn lúc nãy mình đi vô thì mình chạm thẻ lên trên đầu để máy nhận diện được thông tin của mình. Thêm một thông tin nhỏ nữa là mọi người sẽ luôn luôn thao tác nhét thẻ hoặc là chạm thẻ ở cái máy bên phải của mình nha. Sau khi vừa nhét thẻ đi ra khỏi cổng, mọi người nhìn thẳng lên trên trần thì sẽ thấy bảng hướng dẫn. Exit 1 thì rẽ phải, theo dấu mũi tên á, nên là mọi người cứ rẽ qua bên phải mà đi thôi. Rồi sau khi mình rẽ phải qua bên tay phải thì các bạn sẽ thấy có hai lối. Một lối là lối thang bộ, một lối là lối thang máy hộp. Bên lối thang máy hộp thì bình thường sẽ dành cho người già, trẻ em, bà bầu hoặc là những người khó di chuyển. Còn bình thường thì mọi người có thể dùng thang bộ để đi xuống cũng rất là nhanh nha. Rồi bây giờ mình đi xuống lối thang bộ này và cứ đi thẳng dọc theo vỉa hè đến ngã ba đầu tiên, để phải là sẽ tới chợ ngay nha. Giờ mình sẽ dắt các bạn cùng đi nhé. Là một trong những chợ trời lớn nhất tại Thái Lan đó mọi người. Và như kinh nghiệm của mình á, thì khi mà đến đây lần đầu tiên thì chắc hẳn là mọi người sẽ rất là luống cuống để tìm được các khu vực vui chơi cũng như là ăn uống. Vì vậy ở tập tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan và review chi tiết về các khu vực ở trong chợ, gồm khu shopping, mua sắm cũng như là giá cả hàng hóa ở đây luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây, và nhớ đón xem tập tiếp theo của mình vào lúc 6 giờ tối thứ 6 tuần sau nhé. Bye.